Can you see my screen? Yes. Okay. Cô chào các con. Quay trở lại với lớp học. Chào bạn tiếng Việt. Các con đợi cô một xíu nhé. Me for a minute. Okay, so this is my name, and this is the reminders for our class today. And today we will learn about colors, màu sắc. Màu đỏ, màu cam, anh So, you know, so can you turn on the mic and repeat after me and give me the answer first? Give me the answer first when I ask you. Đây là màu gì? You ask màu answer. đỏ. Màu đỏ. So the whole sentence is đây là màu đỏ. Okay. Thành Lam, can you turn on your mic and repeat after me? Yeah. Đây có Next mua tổ đây đây là màu gì? là màu vàng. Just tell me if you know. Yeah, turn on the mic. Đây là màu vàng. Okay, can you repeat after me? Màu vàng. Màu vàng. Màu Màu vàng. vàng. Màu vàng. Next Vàng. one. Đây là màu gì? Tím hồng. Đây là màu màu gì nhỉ? Là màu Đây là màu hồng. So hồng. repeat after me. Màu hồng. Màu Màu hồng. màu hồng. Okay, and the next one. Đây là màu gì? Màu À, màu tím. The whole sentence is đây là màu tím. đây Okay. là And can you repeat after me? Màu tím. màu Okay, very good. The next one. Đây là màu gì? đây là màu cam. Đây là màu cam. Right, chính xác. Can you repeat after me? Màu Đây cam. màu cam. Màu cam. Okay. And the next one. Đây là màu gì? Đây là cây. Đây là màu xanh lá cây. Chính xác. Đây là màu Very xanh là cây. good. So can you repeat after me? Màu xanh lá cây. Xanh lá cây. Okay, very good. The next one. Đây là màu gì? Đây là màu xanh da trời. Đây là màu xanh da trời. Hoặc đây là màu xanh dương. Xanh Màu xanh. dương. Màu xanh dương. Can you repeat again? Màu xanh dương. Màu xanh dương. Next one. Đây là màu gì? Màu đen là màu đen. Đây là màu đen, right? Can you repeat after me? Màu đen.
Màu đen. Màu đen. Màu đen. Ok. Next one. Đây là màu gì? Đó. Đây là màu. Đây là màu trắng. Màu trắng. Chính xác. Can you repeat that to me? Màu trắng. Màu trắng. Màu trắng. Next one. Đây là màu gì? Đây là màu nâu. Đây là màu nâu. Chính xác. Can you repeat that to me? Màu nâu. Màu nâu. Màu nâu. Màu nâu. Tiếp theo. Đây là màu gì? Đây là màu gì? Đây là màu gì nhỉ? Màu xám. Màu xám. Màu xám. Sau đây là màu xám. Okay. Next one. This is the rainbow, right? So who can help me to read the color? Leonie, can you help me? Leonie nào? Leonie, đây là màu gì con? Màu vàng. Vàng, đây là? Màu đỏ. Màu đỏ, đây là? Màu tím. Tím, đây là? Màu xanh da trời. Da trời, đây là? Màu xanh lá cây. Xanh lá cây, đây là? Màu cam. Cam, đây là? Màu vàng. Đây là? Màu trắng. Màu trắng, và đây là màu? Quite hard. Đây là màu? Màu tràm. Màu tràng. Okay. Thank you, Leonie. Now, Thành Lam, can you help me? Đây là màu gì con? Màu trắng. Màu trắng. Màu trắng. Màu trắng. Đây là màu gì? Màu xanh da trời. Trời. Màu. Màu xanh da trời. Màu xanh da trời. Đây là màu gì? Màu. Màu da cam. Màu cam, chính xác. Đây là màu gì? Đỏ. Đỏ là màu gì? Xanh lá cây. Xanh lá cây là màu vàng. Màu vàng. Vàng là đây, đây là gì? Màu tím. Tím. Đây là màu trắng. Trắng. Và đây màu tốt. À, màu tràm. Màu trắng. Okay. Thank you, Thành Lam. Let's see Francis and James here. Who wants to try it? Me. Francis or Jim first? Jim.
James, James. Okay, James. Đây là màu gì con? Màu đỏ. Đỏ, đây là? Màu tím. Màu tím, đây là? Màu trắng. Màu trắng, đây là? Màu vàng. Chính xác, đây là? Màu cam. Ừ, đây là? Màu xanh ra chơi. Xanh ra chơi, đây là? Màu xanh là cây. Là cây, đây. Màu tím. Và đây? Con không biết. Màu tràm. Màu tràm. Ừ, chính xác. Ok, thank you. Francis, your turn. Em màu gì đó? Màu đỏ. Đỏ. Màu cam. Cam. Màu vàng. Màu vàng. Màu xanh lá cây. Xanh lá cây. Màu xanh ra điện. Màu xanh ra trời. Xanh ra trời. Màu trắng. Màu xanh ra trời. Màu xanh ra trời. Màu xanh ra trời. Đây là? Màu xanh. Đây là màu? Đây là màu màu trắng. Màu trắng. Và đây là màu? Màu tím. Màu tím. Và cuối cùng là màu? Tím. Và cuối cùng là? Màu trắng. Màu trắng. Màu trắng. Okay, thank you. Okay, so the first one, who can read and tell me the meaning of it in English? First row, Leonie. Đỏ. 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 Yes. Đỏ là gì nhỉ? Màu đỏ. Màu đỏ. In English? Red. Right. Tiếp theo. Vàng. Vàng is? Yellow. Yellow. Tiếp theo. Tiếp theo là màu vàng. No, no. Màu cam. No. This is pink. What is pink? Màu hồng. Màu hồng. Okay, tiếp theo. Tiếp theo là gì nhỉ? Xanh. Xanh lá cây. Xanh lá cây. Yes. Green. Green. Tiếp theo. Tiếp theo. Orange. Orange. Màu. Cam. Cam. Tiếp theo. Tiếp theo là màu gì nhỉ? Màu tím. Màu tím. Ok. Thank you, Leonie. Tiếp theo nào. Đoạn tiếp theo. Francis, can you help me? Màu xanh nước biển. Xanh nước biển. Blue. Blue. Màu hồng is pink. Okay.
Màu trắng is white. White. Màu tím is purple. Okay. Màu xanh nước biển is blue. Okay. Màu xanh lá cây is green. Okay, thank you. And James? Màu đen is black. Black. Màu tím is purple. Màu xanh lá cây is green. Okay. Màu vàng is yellow. Okay. Màu xanh nước biển is blue. Okay. Màu xám is brown. No. Gray. Màu xám is gray. Yes, gray. Okay. Thank you, James. Thành Lam. Màu hồng. Màu đỏ. Và gì nhỉ? Màu xám. Tiếp theo. Màu hồng. Màu vàng. Tiếp theo là gì nhỉ? Màu vàng. No. Đây là màu gì? Đây là màu gì con? Màu tím. Ok. Cháu nó thấy mũi tên chỉ. Tức là không. Dạ vâng ạ. Nào, tiếp theo. Còn cuối cùng nào. Who wants to read that? Ai muốn đọc nào? Leonie? Đây là? Màu vàng, chính xác. Tiếp theo. Màu cam. Tiếp theo. Màu tím. Tiếp theo. Màu trắng. Trắng. Tiếp theo. Vàng. Và cái cuối cùng là màu đỏ. Ok, thank you Leonie. Thank you today. Okay, tiếp theo. When I ask you, đây là cách để mình hỏi màu sắc. This is how we ask about the color. So when I ask you, đây là màu gì? Who can answer me? Nam. Màu đỏ. Màu đỏ. The whole sentence is đây là màu đỏ. Màu đỏ.
Tiếp theo, if I ask you, cái bút màu gì? And you answer me. Leonie? Màu xanh lá cây. Okay, so the whole sentence is? Đây là màu xanh lá cây. No, cái bút. No. Cái bút là... Okay. Okay, very good. And we will come to the mixing color. Chúng mình sẽ cùng trộn màu. This one, this color, and this color. We have this color. Who can tell me about it? Let me give you an example here. Màu đỏ trộn với màu vàng thành màu cam, right? And the next one, you can help me. The next one, Francis. Màu đỏ trộn với màu xanh da trời. Thành màu tím. Okay, very good. Chính xác. Màu đỏ trộn với màu xanh dương hoặc màu xanh da trời, màu tím. Chính xác. Very good. Next one. Leonie. Màu vàng với màu xanh nước biển, màu xanh lá cây. Chính xác. Màu xanh dương trộn với màu vàng thành màu xanh lá cây. Very good. Okay, so the next one. Can you all turn on the mic and repeat after me? Cửa. 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 Cốc. 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 Máy tính. Máy tính. Máy tính. Bàn. Bàn. Giường. 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 Ghế. 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 Quạt. 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 Tủ. Đồ. Tủ. Đồ. Okay, so who can help me to read that again? Ai có thể đọc lại giúp cô nào? James. Cửa. Đây là máy tính. Máy tính. Đây là ghế. Ghế là tủ. Tủ. Đây là cửa. Chính xác. Đây là giường. Giường. Đây là quạt. Quạt. Đây là cốc. Cốc. Đây là bàn. Bàn. Và đây là ghế. Okay, thank you. Very good. Leonie? Đây là gì con? Tủ. Tủ. Đây là? Giường. Giường. Đây là? Quạt. Đây là? Ghế. Đây là? Cửa. Đây là? Cốc. Và đây là? Máy tính. Máy tính. Và cuối cùng là? Bàn. Chính xác. Who's next? Thank you, Leonie. Tôi cảm ơn Leonie. Francis. Đây là gì con? Giường. Đây là ghế. Đây là quạt. Chính xác. Đây là cửa. Đây là cốc. Đây là bàn. Đây là máy tính. Và đây là tủ. Okay, very good. Thank you.
Thành Lam. Ừ. Đây là gì con? Đây là tủ. Rồi đây là cốc. Cốc. Ừ, cốc. Đây là bàn. Đây là giường. Giường. Đây là cửa. Ừ, cửa. Đây là ghế. Ghế. Đây là quạt. Quạt. Và đây là máy tính. Máy tính. Và cuối cùng là cốc. Ừ, ok, thank you Thành Lan. Tiếp theo. Okay, what is that and what color is that? Thành Lan. Màu hồng. Màu hồng. Can you tell me what is that? Cái này là cái gì con? Đây là cái gì? Thành Lan. Đây là cái gì? Cái ghế. So the whole sentence is is cái cái ghế. Cái ghế màu hồng. Cái màu hồng. Okay, thank you. Tiếp theo. Cái ô màu gì? Leonie. Cái ô màu đen. À, cái ô màu đen. Chính xác. Tiếp theo. Đây là gì? Là màu gì? James. Màu xanh da trời. Đây là gì? Đây là cái gì? Cái mũ. Cái mũ? Mũ gì nhỉ? Cái mũ màu. Cái mũ màu xanh da trời. Cái mũ màu xanh da trời. Ok, very good, chính xác. Tiếp theo. Đây là gì? Là màu gì? Leonie. Cái bàn màu trắng. À, cái bàn màu trắng. Chính xác. Tiếp theo, đây là gì? Và màu gì? Leonie again. Leonie. Cái cốc màu vàng. À, cái cốc màu vàng. Ừ, chính xác. Tiếp theo. Đây là cái gì và màu gì? Còn ai ngoài Leonie không? Who else? Francis? Can you? Cái giường là màu đỏ. À, cái giường màu đỏ. Chính xác. Vậy đây là gì và màu gì? What is that? What color is that? Leonie? Leonie, can you give me the answer? Cái đồ màu nâu, cái đồ màu nâu. À, cái tủ màu nâu. Chính xác. I'm sorry for this text. Last one. Đây là gì? Là màu gì?
Liêu ni ok. Liêu ni. Cái là gì? Or I can ask you, cái rèm màu gì? Cái rèm màu trắng. À, cái rèm màu trắng. Okay, very good. Okay, so before we all start the game, I need you guys to exit this room and come back again because June doesn't support for education anymore, so each meeting just lasts 40 minutes. Can you? Để các con giúp cô thoát khỏi phòng Zoom và mình vào lại một lần nữa nhé. Yeah. Okay, thank you.